Chị chào các em ha. Hôm nay chị sẽ giải về 6 chương trắc nghiệm của nguyên lý kế toán để phục vụ cho các em thi cuối kỳ cho tốt ha. Đầu tiên chị sẽ vào chương 1. Câu thứ nhất, lợi nhuận giữ lại cuối kỳ là 8.000, lỗ thuần là 8.700, lợi nhuận giữ lại đầu kỳ là 20.000. Vậy cổ tức đã được chia trong kỳ là bao nhiêu? Thì ở đây chị đã kẻ bảng ra lợi nhuận giữ lại đầu kỳ là 20.000 là số dư bên có, cuối kỳ là 8.000 thì trong kỳ nó đã giảm là 12.000 ghi ở bên phần cục nợ. Rồi, công thức lợi nhuận giữ lại là bằng doanh thu trừ chi phí và trừ đi cổ tức. Trong kỳ lợi nhuận giữ lại giảm đi 12.000 thì ở đây là trừ 12.000. Và doanh thu trừ chi phí ở đây là lỗ 8.700 thì ở đây là trừ 8.700 và trừ đi cổ tức thì chúng ta tính được cổ tức là bằng 3.300. Và đáp án là câu B. Qua câu thứ hai, đầu kỳ là tài sản 1.000, nợ phải trả là 300, nhưng mà cuối kỳ thì tài sản lại là 1.600 và trong đó nợ phải trả là 400. Hỏi lợi nhuận của kỳ là bao nhiêu nếu mà chủ sở hữu không đầu tư thêm vốn? Thì ở đây công thức tài sản là bằng nợ phải trả cộng vốn chủ sở hữu. Thì đầu kỳ là tài sản 1.000, nợ phải trả là 300, thì suy ra vốn chủ sở hữu là 700. Cuối kỳ tài sản là 1.600, nợ phải trả là 400 và suy ra vốn chủ sở hữu là 1.200. Mà vốn chủ sở hữu có công thức là bằng vốn đầu tư của chủ sở hữu cộng doanh thu trừ đi chi phí và trừ đi cổ tức. Mà người ta hỏi là người ta hỏi lợi nhuận, thì công thức lợi nhuận ở đây là bằng doanh thu trừ đi chi phí. Doanh thu trừ chi phí ở đây, nguyên cái cụm này, vốn chủ sở hữu này là bằng 500, bởi vì cái này đầu kỳ và cuối kỳ chênh lệch 500 này mấy em. Đây là cái phần vốn chủ sở hữu, thì cái nguyên cái cụm này là bằng 500. Thì bây giờ tính doanh thu và chi phí có thể lấy là 500 trừ đi vốn đầu tư của chủ sở hữu và cộng cổ tức. Mà giả định là trong kỳ chủ sở hữu không đầu tư thêm vốn và cũng không có cổ tức luôn, thì suy ra doanh thu và trừ đi chi phí này là bằng 500. Và chúng ta chọn câu B ha. Rồi, qua câu thứ 3. Ngày 1 tháng 8, khoản doanh thu chưa thực hiện là 2.000 trong tháng 8. Đây là đầu kỳ này, doanh thu chưa thực hiện là 2.000. Trong kỳ thì là đã thực hiện dịch vụ cho khách hàng ứng trước là 2.500. Đã thực hiện cho khách hàng dịch vụ nhưng mà chưa thu tiền là 1.003, và khách hàng ứng trước thêm 800 cho dịch vụ sẽ thực hiện vào tháng 9. Và hãy cho biết ngày 31 tháng 8 là cuối kỳ thì khoản doanh thu nhận trước này, hay còn được gọi là doanh thu chưa thực hiện này, còn bao nhiêu và nó xuất hiện trong phần nào của phương trình kế toán. Thì chị đã tóm tắt được cái đề. Đầu kỳ là doanh thu chưa thực hiện là 2.000, trong kỳ thì là thực hiện dịch vụ cho khách hàng đã nhận trước, đã ứng trước, có nghĩa là khách hàng đã đưa tiền cho mình nhưng mà mình chưa thực hiện dịch vụ cho khách hàng, gọi là nghĩa là trong tháng 7 thì khách hàng đã trả tiền cho mình nhưng mà mình chưa có thực hiện dịch vụ cho họ, thì đến tháng 8 mình mới thực hiện dịch vụ cho họ, thì mình sẽ ghi là giảm cái phần doanh thu chưa thực hiện và tăng doanh thu. Thì ở đây doanh thu chưa thực hiện cái số này là 2.500, và thực hiện doanh thu chưa thu tiền khách hàng, khi mà mình thực hiện doanh thu thì mình phải ghi tăng doanh thu, và chưa thu tiền khách hàng thì phải ghi tăng cái khoản phải thu khách hàng. Ở đây là 1.003 và khách hàng ứng trước thêm 800 cho dịch vụ thực hiện vào tháng 9, thì có nghĩa là khách hàng đã đưa thêm cho mình 800 nhưng mà mình chưa thực hiện dịch vụ cho họ, thì có nghĩa là mình sẽ ghi là tăng tiền và ghi tăng cái khoản doanh thu chưa thực hiện. Nếu mà qua tháng 9 á, mình thực hiện dịch vụ cho khách hàng thì mình mới ghi là nợ doanh thu chưa thực hiện và có doanh thu. Thì ở đây số tiền là 800. Mình kẻ bảng ra doanh thu chưa thực hiện đầu kỳ là 2.000. Bởi vì doanh thu chưa thực hiện này á, là nó nằm bên cái mục nợ phải trả, cho nên số dư đầu kỳ của nó ở bên phần có. Và trong kỳ phát sinh là
nợ 2.500 và có 800, thì số dư cuối kỳ là 300. Đây, người ta hỏi là 31 tháng 8 là số dư cuối kỳ là còn 300 và nó nằm ở phần nợ phải trả. Là đáp án A nha mấy em. Rồi, qua tới câu 1.4 là tài sản của doanh nghiệp. Thì câu A là chỉ là tiền. Câu B là chỉ là tiền là sai nha mấy em. Tài sản có thể là tiền, có thể là cái khoản tương đương tiền nữa. Không chỉ là mỗi tiền thôi. Câu B là nợ phải trả cộng vốn chủ sở hữu. Là đúng rồi, tài sản là bằng nợ phải trả cộng vốn chủ sở hữu. Câu C là các lợi ích kinh tế thuộc sở hữu hoặc quyền quản lý của doanh nghiệp mang lại lợi ích cho doanh nghiệp trong tương lai và kết quả của nghiệp vụ kinh tế hay các sự kiện xảy ra trong quá khứ. Thì này là đúng rồi nha mấy em. Thì câu này mình chọn là D ha. Qua câu 1.5. Cổ tức trong công ty cổ phần có nghĩa là cái phần chia cho cổ đông cái khoản tài sản, và khi mà lợi nhuận thì mình sẽ chia cho cổ tức cho cổ đông, thì có được từ lợi nhuận đã đạt được, và cái lợi nhuận giữ lại công thức của nó là bằng doanh thu trừ đi chi phí trừ đi cổ tức. Thì khi mà chia cổ tức sẽ làm lợi nhuận giữ lại bị giảm đi. Thì đáp án câu này là câu D ha. Rồi, qua câu 1.6. Khi khách hàng trả trước cho công ty, trước khi công ty cung cấp dịch vụ hay sản phẩm, thì khoản ứng trước này được xem như là cái khoản nợ phải trả và cái đó gọi là doanh thu chưa thực hiện. Như cái ở trên có một cái bài chị đã giải rồi mấy em. Khi mà mình nhận tiền trước của khách hàng mà mình chưa cung cấp dịch vụ cho họ, thì mình sẽ ghi là tăng tiền và tăng doanh thu chưa thực hiện. Thì ở đây doanh thu thực hiện đó là cái khoản nợ phải trả, cho nên câu D là A và C được đúng. Câu 1.7. Ngày 1 tháng 8, khoản doanh thu nhận trước số dư 2.000. Trong tháng 8 thì thực hiện dịch vụ cho khách hàng đã ứng trước là 2.500. Đã thực hiện dịch vụ nhưng mà chưa thu tiền là 1.300. Và khách hàng ứng trước là 800. Hãy cho biết doanh thu tháng 8. Thì cái phần này nếu mà các em đã theo dõi ở phần trên thì nó giống y chang phần trên, chị đã cóp lại này rồi nha, chị không giải thích lại nữa. Thì doanh thu trong tháng 8 này á, nó sẽ bằng ở đây doanh thu là 2.500 cộng với doanh thu phần này nữa là 1.300, là bằng 3.800. Mình chọn câu A ha. Rồi qua câu 1.8 là đầu kỳ tài sản bằng 1.000, trong đó thì nợ phải trả là 300, cuối kỳ là tài sản 1.600, nợ phải trả là 400 và hỏi lợi nhuận đạt được trong kỳ là bao nhiêu nếu chia cổ tức là 100. Thì cái bài này cũng tương tự như cái bài ở trên, đó là chị đã ghi cóp lại y chang ha. Thì cái chỗ này vốn chủ sở hữu cũng như công thức ở trên, nhưng mà bài này nó khác một chỗ là nó có chia cổ tức, trong khi bài ở trên là không chia cổ tức. Thì người ta hỏi lợi nhuận đạt được có nghĩa là doanh thu trừ đi chi phí, mà ở đây nguyên cái cụm này là bằng 500, nhưng mà vốn đầu tư của chủ sở hữu thì không có, cho nên là doanh thu trừ đi chi phí trừ đi cổ tức là bằng 500 và lợi nhuận sẽ bằng doanh thu trừ đi chi phí là bằng 500 đây cộng với cổ tức, mà cổ tức là 100 cho nên là bằng 600. Thì mình chọn cái này không có đáp án đúng nha mấy em. Tiếp theo chị qua câu 1.9 là vốn chủ sở hữu cuối kỳ là 5.000, lỗ thuần là 5.200, cổ tức để được chia trong kỳ là 300. Vậy vốn chủ sở hữu đầu kỳ là bao nhiêu? Thì ở đây công thức vốn chủ sở hữu thì sẽ bằng vốn đầu tư của chủ sở hữu cộng doanh thu trừ đi chi phí và trừ đi cổ tức. Thì vốn chủ sở hữu trong kỳ thì sẽ bằng vốn đầu tư của chủ sở hữu này là không có
Doanh thu trừ đi chi phí là lỗ 5.200 thì sẽ là trừ 5.200, và trừ đi cổ tức trong kỳ là trừ 300 thì sẽ bằng là 5.500. Mình sẽ kẻ cái sơ đồ chữ T ra là trong kỳ là 5.500, giảm thì mình ghi ở bên nợ nha mấy em, còn cuối kỳ là 5.000 thì số dư vốn chủ sở hữu mà cuối kỳ thì sẽ dư ở bên có. Thì bây giờ chúng ta tính lại đầu kỳ thì sẽ lấy cuối kỳ cộng trong kỳ là bằng 10.500, thì chúng ta sẽ chọn A. Bây giờ tới câu 1.10 hả các em? Ở đây á, câu 1.10 chị sẽ ghi ra từng bút toán của các câu cho mấy em dễ theo dõi ha. Thì câu A ở đây là tháng này khách hàng ứng trước tiền cho doanh nghiệp nhưng mà tháng sau khách hàng mới nhận hàng. Thì có nghĩa là mình nhận tiền trước thì mình sẽ ghi là tăng tiền và tăng cái doanh thu chưa thực hiện. Còn ở câu B á, là đã thực hiện dịch vụ cho khách hàng nhưng mà khách hàng sẽ thanh toán tiền sau, thì mình sẽ ghi là mình thực hiện cho khách hàng thì sẽ ghi tăng doanh thu nhưng mà chưa thu được tiền, cho nên mình sẽ ghi là tăng nợ phải thu khách hàng, tăng phải thu khách hàng. Còn câu C á, là đã cung cấp hàng hóa trong tháng này nhưng mà 3 tháng nữa khách hàng mới thanh toán, thì cũng ghi là tăng doanh thu và tăng khoản phải thu khách hàng luôn. Thì ở đây người ta hỏi là câu nào, trường hợp nào sẽ ghi là tăng doanh thu, được gọi là có doanh thu. Thì đáp án B và C là có doanh thu nè mấy em, thì chọn D ha. Rồi qua câu 1.11. Trường hợp nào sau đây được gọi là có doanh thu trong tháng này? Câu A, đã thực hiện dịch vụ cho khách hàng nhưng mà đã giao hàng và đã thu tiền luôn thì mình sẽ ghi là tăng doanh thu. Cứ khi nào á, mình thực hiện dịch vụ cho khách hàng thì mình sẽ ghi là tăng doanh thu. Còn nếu mà chưa chưa thu được tiền thì phải ghi là tăng nợ phải thu, mà đã thu được tiền thì ghi là tăng tiền. Câu B là để thực hiện dịch vụ cho khách hàng nhưng mà sáng sau khách hàng mới thanh toán tiền thì sẽ làm tăng một cái khoản phải thu khách hàng và tăng một khoản doanh thu. Còn câu D là cung cấp dịch vụ cho khách hàng trong tháng này nhưng mà 3 tháng nữa khách hàng mới thanh toán thì cũng tăng khoản phải thu và tăng doanh thu. Thì tất cả các câu này đều tăng doanh thu hết thì mình sẽ chọn là câu D. Còn câu 1.12, nguồn lực kinh tế của doanh nghiệp được thể hiện qua: thứ nhất là tài sản gồm có những gì và giá trị mỗi loại bao nhiêu, và thứ hai là tài sản do đâu mà có, là do nợ mình vay nợ hay là do vốn đầu tư của chủ sở hữu thì gọi là nguồn lực kinh tế. Câu 1.13, nghiệp vụ nào sau đây liên quan đến việc phân phối vốn? Thì công ty tư nhân, chủ đầu tư rút tiền chi dùng cá nhân thì không gọi là phân phối vốn nha mấy em. Khi nào mà chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt thì sẽ là phân phối vốn, làm giảm cái lợi nhuận giữ lại. Thì ở đây mình sẽ chọn là câu B. Câu 1.14, đối tượng nào sau đây không liên quan đến việc tính kết quả kinh doanh của doanh nghiệp? Thì kết quả kinh doanh thì liên quan đến doanh thu và chi phí. Thì doanh thu và chi phí là đúng rồi nè. Còn doanh thu nhận trước, chi phí trả trước. Doanh thu nhận trước thì liên quan đến doanh thu chưa thực hiện, và chi phí trả trước là phần tài sản. Doanh thu chưa thực hiện là phần nợ phải trả, và bên đây là tài sản. Rút vốn chủ sở hữu cổ tức thì thuộc về cổ tức chứ không phải là thuộc về doanh thu và chi phí. Cho nên là câu B và câu C không liên quan đến việc tính kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Chọn câu D ha. Câu 1.15, báo cáo nào sau đây là báo cáo tài chính? Thì báo cáo tài chính nó bao gồm có báo cáo tình hình tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính. Thì ở đây bạn tính nháp không phải, báo cáo tình hình tài chính là đúng rồi nè. Bạn cân đối thử sau khi có sổ cũng không phải luôn. Thì mình chọn câu B ha. Câu 1.16 là sự cân bằng giữa tổng cục số dư nợ và tổng số dư có trên bảng cân đối thử là kết quả của nguyên tắc ghi sổ kép nha mấy em. Ghi sổ kép thì mình sẽ ghi một cái nợ một cái có, thì tổng cái nợ và cái có bằng nhau thì nó phù hợp với cái nguyên tắc ghi sổ kép. 1.17, năm tài chính.
Năm tài chính là năm gồm có 12 tháng liên tục. Thì năm dương lịch cũng gọi là một năm tài chính. Cái này cũng là từ tháng ngày 1 tháng 4 đến 31 tháng tháng 3 năm sau thì cũng gọi là một năm tài chính. 1 tháng 7 đến 30 tháng 6 cũng là năm tài chính. 1 tháng 10 đến 30 tháng 9 cũng là năm tài chính. 1 tháng 2 đến 31 tháng 1 cũng là năm tài chính. 32 năm 2 tuần liên tục hoặc là 12 tháng liên tục thì ở đây mình chọn là tất cả đều đúng. Câu 1.18, một thiết bị được chào hàng với giá 120 ngàn cho công ty A và giá mua của công ty A cho người bán thiết bị là 118 ngàn. Công ty A thì bán lại cho công ty C với giá là 125 ngàn. Vậy thì theo nguyên tắc giá gốc thì công ty A này giá thiết bị sẽ là nguyên tắc giá gốc là khi mua bằng giá nào sẽ ghi bằng giá đó. Thì chào hàng với giá 120 thì kệ nó, nhưng mà công ty A mua với giá là 118 cho nên giá gốc của nó sẽ là 118. Chọn A ha. Rồi qua câu 1.19. Nội dung nào sau đây là thông tin kế toán dựa trên giá gốc? Giá gốc được đo lường bằng tiền hoặc khoản tương đương tiền là nội dung của nguyên tắc. Này là nguyên tắc giá gốc nha mấy em. Chị đã giải thích ở trên. Rồi, câu 1.20, thông tin chi phí, thông tin kế toán dựa trên chi phí thực tế. Thì câu này phù hợp với cái nguyên tắc là cũng là nguyên tắc giá gốc luôn. Khi mà mình bỏ ra số tiền bao nhiêu, thực tế mình bỏ ra bao nhiêu, mình mua bao nhiêu thì mình ghi nhận lại giá đó thì gọi là nguyên tắc giá gốc. Câu 1.21, chi phí có nghĩa là xem thử tiền đã chi để mua máy móc sử dụng trong 2 năm. Này không phải nha mấy em, cái này là tăng tăng máy móc thiết bị. Còn câu B là tiền đã chi ra thì không gọi là chi phí. Câu C là tiền trả tiện ích sử dụng trong tháng này thì được gọi là chi phí quản lý doanh nghiệp. Câu D là cổ tức, trả cổ tức thì gọi là chi trả cổ tức thôi chứ không phải gọi là cái khoản chi phí được. Câu E là tiền chi thuê nhà trong 3 tháng từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 3 thì gọi là, nếu mà câu E á, cái nhà này tùy theo thuê nhà này là dùng trong cái mục đích gì, ví dụ như là ở bộ phận quản lý doanh nghiệp thì là chi phí quản lý doanh nghiệp, hay là chi phí ở bộ phận bán hàng thì phải gọi là chi phí bán hàng, thì đều là chi phí hết. Thì trong các câu này chỉ có câu C là chi phí và câu E là chi phí thì mình sẽ chọn câu F ha. Câu 1.22 là trong tháng 5 có các thông tin như sau: cung cấp dịch vụ chưa thu tiền là 300, có các nghiệp vụ như sau và người ta hỏi là doanh thu ghi nhận là bao nhiêu và tiền thu được trong tháng 5 là bao nhiêu. Thì chị sẽ hoạch toán từng nghiệp vụ. Thứ nhất là cung cấp dịch vụ chưa thu tiền. Thì mình đã cung cấp dịch vụ thì mình phải ghi là tăng doanh thu, mà chưa thu tiền thì mình phải ghi là tăng nợ phải thu, tăng phải thu khách hàng. Số tiền là 300. Thứ hai là cung cấp dịch vụ thu bằng tiền. Thì cung cấp dịch vụ rồi thì mình sẽ ghi là tăng doanh thu, thì thu bằng tiền thì sẽ tăng tiền, là số tiền là 800. Khách hàng ứng trước cho dịch vụ sẽ cung cấp trong tháng 6. Thì khi mà khách hàng ứng trước thì phải tăng tiền và tăng một cái khoản nợ phải trả, đó là doanh thu chưa thực hiện là 700. Và cung cấp dịch vụ cho khách hàng đã ứng tiền trước ở tháng 4, thì tháng 4 người ta đã trả tiền rồi nhưng mà tháng này mình mới cung cấp dịch vụ cho người ta thì mình sẽ ghi giảm cái khoản doanh thu chưa thực hiện là giảm cái phần nợ phải trả xuống, và mình thực hiện dịch vụ thì mình phải ghi tăng doanh thu là số tiền 500. Vậy tổng doanh thu trong tháng 5 sẽ là 300 này cộng 800 này cộng cho 500 nữa là 1 triệu 6, là 1.600. Và số tiền thu được trong tháng 5 là 800 cộng 700 là bằng 1.500. Thì đáp án B là đáp án đúng nha mấy em. Câu 1.23 là chữ viết tắt của IASB là đại diện của tổ chức nào sau đây? Thì đây là International Accounting Standard Board. Thì đây là đáp án B, Ủy ban chuẩn mực kế toán quốc tế.
Câu 1.24. 1.4 là chữ viết tắt của FASB là đại diện cho tổ chức nào? Thì ở đây là Financial Accounting Standards Board. Thì ở đây là Ủy ban chuẩn mực kế toán tài chính. Là chọn câu A ha. Câu 1.25. 1.25 là chữ viết tắt GAAP là đại diện cho, cái này là Generally Accepted Accounting Principle. Ở đây là chuẩn mực nguyên cái đây là nguyên tắc kế toán chung nha mấy em. Kế toán chung. Rồi, câu 1.26. Chữ viết tắt của IFRS thì là đại diện cho International Financial Reporting Standards. Thì ở đây là chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế. Là câu D nha mấy em. Rồi, câu 1.27 xác định rằng công ty ghi chép tài sản bằng giá phí của chúng, không chỉ tại thời điểm tài sản được mua mà còn trong thời điểm công ty nắm giữ tài sản, thì là nội dung của nguyên tắc giá gốc nha mấy em. Khi mà mình mua bằng giá bao nhiêu đó thì mình sẽ ghi đúng như vậy thì sẽ là nguyên tắc giá gốc. Phương trình kế toán nợ phải trả được trình bày trước vốn chủ sở hữu là do theo đúng thứ tự sắp xếp bảng chữ cái là sai. Nợ phải trả cần được thanh toán trước khi thanh toán cho chủ sở hữu là đúng rồi nha mấy em. Câu 1.29 tài sản của doanh nghiệp là cái này có cái câu ở trên cũng tương tự nhưng mà câu ở trên chỗ câu A là chỉ là tài sản thôi, còn đây là chỉ là tiền thôi thì mới là sai, còn đây là tiền thu về là đúng rồi. Nợ phải trả vốn chủ sở hữu là đúng, câu C là lợi ích kinh tế là đúng luôn. Cho nên là câu này chọn câu E nha mấy em. Rồi 1.30, nợ phải trả doanh nghiệp là cái khoản nợ hiện tại mà doanh nghiệp phải cam kết thanh toán là đúng. Và được thanh toán bằng cách trả tiền, chuyển giao tài sản hay là cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp khác trong tương lai. Câu C là kết quả của doanh nghiệp kinh tế của các nghiệp vụ kinh tế hay là các sự kiện xảy ra trong quá khứ là đúng rồi. Thì câu này mình sẽ chọn đáp án là D. Câu 1.31. Yêu cầu ghi chép kế toán của công ty chỉ bao gồm dữ liệu các nghiệp vụ kinh tế có thể hiện bằng tiền là nội dung nào sau đây, thì là giả định của đơn vị tiền tệ nha mấy em. Câu B. Rồi, 1.32. Yêu cầu các hoạt động của đơn vị được xem xét tách biệt với các hoạt động của chủ sở hữu của nó với tất cả các đơn vị kinh tế khác, thì đây là giả định đơn vị kinh tế. Đáp án B. Mấy cái này là lý thuyết trong sách thôi. Câu 1.33. Khi ghi nhận nghiệp vụ kinh tế, kế toán căn cứ vào tiêu chí nào sau đây? Thứ nhất là tình hình tài chính, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu có thay đổi hay không? Và doanh thu, chi phí có bị ảnh hưởng hay không? Và còn sản xuất tăng chất lượng và số lượng sản phẩm hay không thì không không ghi nhận là nhiệm vụ kinh tế nha mấy em. Thì chỉ câu này đáp án là D, cả A và B. Rồi 1.34. Thì mẫu sản phẩm mới sẽ cung cấp khách hàng là một nội dung kế toán cần ghi chép nghiệp vụ kinh tế là sai. Cái này mẫu sản phẩm thì nó không có tăng ảnh hưởng tới tài sản là phải trả hay vốn chủ sở hữu gì cả. Câu 1.35 trình bày các thay đổi về lợi nhuận giữ lại trong một khoảng thời gian cụ thể là báo cáo nào, thì báo cáo lợi nhuận giữ lại. Câu 1.36 báo cáo kết quả hoạt động còn bao gồm cả số liệu liên quan đầu tư giữa cổ đông và chia cổ tức là sai nha mấy em. Báo cáo kết quả hoạt động là chỉ liên quan đến doanh thu và chi phí thôi, khi nào mà liên quan đến chia cổ tức thì qua cái báo cáo lợi nhuận giữ lại, cho nên câu này chọn đáp án là B. 1.37 báo cáo cung cấp thông tin về lý do tại sao lợi nhuận giữ lại tăng giảm trong kỳ, thì cái này là báo cáo lợi nhuận giữ lại, chọn đáp án B.
Câu 1.38, kế toán phân chia đời sống kinh tế của doanh nghiệp theo các khoảng thời gian bằng nhau gọi là các kỳ kế toán. Thì đây là giả định kỳ kế toán, đáp án là C. Câu 1.39, tài sản thuần thì nó sẽ bằng tổng tài sản trừ nợ phải trả là bằng vốn chủ sở hữu á mấy em. Và vốn chủ sở hữu, vốn cổ phần phổ thông và lợi nhuận giữ lại, hai cái này cũng là bằng vốn chủ sở hữu luôn. Thì tài sản thuần sẽ bằng vốn chủ sở hữu. Câu D là B và C đều đúng. Còn tài sản trừ nợ ngắn hạn không phải là tài sản thuần. Câu 1.40, nghiệp vụ kinh tế phát sinh nào sau đây ảnh hưởng đến cả báo cáo tình hình tài chính và báo cáo kết quả hoạt động? Thì chị sẽ hoạch toán ra. Câu A là nhận hóa đơn tiền điện cho tháng thì sẽ phải ghi tăng chi phí và tăng cái khoản phải trả. Câu B là chi tiền quảng cáo cho từng tháng. Chi tiền quảng cáo cho tháng thì mình phải ví dụ câu B là chi tiền quảng cáo thì mình sẽ ghi là tăng cái khoản chi phí quản lý doanh nghiệp và giảm tiền bởi vì chi tiền. Câu C là thực hiện dịch vụ nhưng mà chưa thu tiền thì mình sẽ ghi là tăng cái khoản phải thu và tăng doanh thu. Các em xem ở đây cái nào ảnh hưởng đến báo cáo tình hình tài chính và kết quả hoạt động. Cái này là chi phí, là báo cáo kết quả hoạt động và phải trả là bên phần báo cáo tình hình tài chính. Câu B là chi phí cũng là báo cáo kết quả hoạt động và tiền là phần tài sản là thuộc báo cáo tình hình tài chính. Câu C phải thu khách hàng là thuộc báo cáo tình hình tài chính và doanh thu là thuộc về báo cáo kết quả hoạt động. Thì câu này đáp án là D, cả ba nghiệp vụ trên. Câu 1.41, nghiệp vụ kinh tế phát sinh nào sau đây ảnh hưởng đến cả báo cáo kết quả hoạt động và báo cáo lợi nhuận giữ lại? Thì câu A ở đây là chủ sở hữu rút vốn cho nhu cầu chi tiêu cá nhân, thì mình sẽ hạch toán là giảm giảm tiền và giảm đi vốn chủ sở hữu. Câu B là nhận hóa đơn tiền điện thoại cho kỳ kế toán tháng này, thì mình sẽ ghi là tăng chi phí và tăng cái khoản phải trả. Câu C là mua hàng hóa nhập kho chưa thanh toán cho người bán, thì mình phải ghi là tăng hàng hóa và tăng cái khoản phải trả cho người bán. Thì ở đây ảnh hưởng đến báo cáo kết quả hoạt động và báo cáo lợi nhuận giữ lại. Câu A là vốn chủ sở hữu và tiền vốn chủ sở hữu thì nó liên quan đến liên quan đến báo cáo tình hình tài chính và tiền cũng liên quan đến báo cáo tình hình tài chính, thì câu A là sai. Câu B chi phí thì liên quan đến báo cáo kết quả hoạt động và cùng với đó cũng liên quan đến báo cáo lợi nhuận giữ lại luôn. Nợ phải trả thì báo cáo tình hình tài chính, thì câu B nó có ảnh hưởng đến hai báo cáo là câu B đúng. Câu C hàng hóa là thuộc về báo cáo tình hình tài chính và phải trả người bán cũng báo cáo tình hình tài chính luôn, thì câu này mình sẽ chọn là câu B. 1.22 hay 1.42, nghiệp vụ kinh tế phát sinh nào sau đây ảnh hưởng đến cả báo cáo lợi nhuận giữ lại và báo cáo tình hình tài chính? Thì phát hành cổ phiếu thu tiền mặt thì sẽ làm tăng tiền và tăng vốn chủ sở hữu. Câu B là thực hiện dịch vụ nhưng mà chưa thu tiền. Khi mà mình thực hiện dịch vụ thì mình sẽ ghi tăng doanh thu và chưa thu tiền thì mình sẽ ghi là tăng cái khoản phải thu khách hàng. Câu C là chủ sở hữu rút vốn cho nhu cầu chi tiêu cá nhân thì mình sẽ ghi giảm tiền và giảm đi vốn chủ sở hữu. Đối với câu A thì tiền là báo cáo tình hình tài chính và vốn chủ sở hữu thì ở trong báo cáo tình hình tài chính luôn, cho nên là nó không có ảnh hưởng đến báo cáo lợi nhuận giữ lại. Câu A là loại nha mấy em. Câu B phải thu khách hàng là báo cáo tình hình tài chính và doanh thu là báo cáo kết quả hoạt động, cũng loại câu câu doanh thu là báo cáo tình hình tài chính và doanh thu là báo cáo kết quả hoạt động, mà báo cáo kết quả hoạt động có ảnh hưởng đến báo cáo lợi nhuận giữ lại, cho nên là câu B là đúng. Câu C vốn chủ sở hữu thì liên quan đến báo cáo tình hình tài chính và tiền cũng báo cáo tình hình tài chính luôn, thì câu này mình chọn là đáp án B. Câu 1.43, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp là
phần còn lại của tài sản sau khi trừ đi nợ phải trả là đúng rồi. Câu B là sở hữu của người chủ đối với tài sản của doanh nghiệp là sai và phải cam kết thanh toán cũng là sai luôn, cho nên là mình chọn câu A. 1.44. Doanh thu là làm giảm khoản nợ phải trả của doanh nghiệp là sai. Kết quả của việc bán hàng, cung cấp dịch vụ hay thực hiện các hoạt động khác, đúng rồi nha mấy em. Câu C là dòng thu vào hay sự tăng thêm của lợi ích kinh tế biểu hiện bằng sự tăng thêm của tài sản hay là khoản phải thu, cũng sai luôn. Bởi vì như câu C, đối với cái khoản doanh thu chưa thực hiện á mấy em, thì nếu như mình đã doanh thu chưa thực hiện là có nghĩa là kỳ trước người ta đã trả tiền cho mình, nhưng mà kỳ này mình thấy thực hiện doanh thu, mình mới thực hiện cái dịch vụ cho người ta, thì mình sẽ ghi là nợ doanh thu chưa thực hiện và có doanh thu, đúng không? Thì cái này đâu phải là dòng tăng thêm của tài sản hay gì đâu, mà mình là giảm cái khoản nợ phải trả. Là câu câu 1.44 là chị bị nhầm nha. Câu này là chọn D mới đúng. Bởi vì nợ doanh thu chưa thực hiện và có doanh thu thì sẽ làm giảm cái khoản nợ phải trả, và sự thu vào của tài sản đây cũng đúng luôn. Câu B thì chắc chắn đúng rồi, cho nên là mình chọn câu D. 1.45. Phần cổ tức này là cái này có một câu ở trên giống y chang, cho nên là chị không giải thích nữa. Cái này chọn D. Rồi, chị đã xong chương 1 rồi ha mấy em.